Thành phố Đà Lạt hiện có 124 nhà văn hóa, hội trường họp dân trên tổng số 249 tổ dân phố, một tỷ lệ khá cao so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, việc xây dựng và sử dụng các công trình này còn nhiều bất cập, cần phải chấn chỉnh, xử lý để đưa những nhà văn hóa, hội trường này về đúng với công năng vốn dĩ đã có. Đây là hội trường khu phố 1, đường Hải Thượng, phường 5, thành phố Đà Lạt. Nếu không có những tấm khẩu hiệu băng rôn tuyên truyền như thế này, thì không ai nghĩ rằng đây là hội trường của tổ dân phố. Toàn bộ căn phòng mặt tiền của hội trường đã cho thuê thành một tiệm tạp hóa hoạt động trong suốt 5 năm qua. Vào những dịp sinh hoạt, hội họp, lối vào dành cho người dân chỉ vỏn vẹn như thế này. Các cái vùng cát nó đâu có kiểu vậy. Cái nhà hội trường là hội trường, cái tầm đó của quần chúng người ta nhìn vô thấy nó không có lành mạnh, nó không đúng. Cái hội trường mà chúng ta thêm lấy lợi nhuận thì cũng đâu có đúng đâu. Còn đây là hình ảnh nhếch nhác của hội trường khu phố 4, phường 3, thành phố Đà Lạt. Nơi hội họp sinh hoạt của người dân, nay biến thành quán nước giải khát. Bên trong thì ngổn ngang, bừa bộn, làm mất mỹ quan của một hội trường. Thuê đây giá cao không chị? 2 triệu. 2 triệu 2 là tầm mặt bằng. Cái này là của họ hết luôn. À là hồi trước họ cũng đã cho người khác thuê rồi. Là mình chỉ cần vô mình làm đấy. Ủa rồi ví dụ họ mình có phải dọn dẹp cái kim này đó. Ở đây bán được không? Bán được. Ở đây luôn. Ai chị án đâu chưa? Lý giải về điều này, đại diện các tổ dân phố cho rằng việc cho thuê giúp các tổ dân phố có thêm kinh phí để hoạt động, tránh lãng phí. Còn tại khu phố 1, phường 5, do khó khăn trong việc vận động kinh phí tu sửa, tổ dân phố đã kêu gọi xã hội hóa xây dựng theo thỏa thuận người dân đóng góp 50 triệu, phần còn lại 100 triệu là của nhà đầu tư. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư được quyền sử dụng và kinh doanh trong 5 năm. Cái chính là phải phục vụ cho cái sinh hoạt cộng đồng. Còn cái việc mà người ta thuê lại cái mặt bằng thì cái đó là phụ thôi. Nhưng mà sau đó thì cũng tính đi tính lại thì hai bên cũng có lợi cả. Thì coi như chúng tôi cũng thống nhất là hợp đồng với người ta là trong phạm vi là 5 năm. Thì 3 năm đầu người ta lấy lại vốn. Còn 2 năm sau thì chúng tôi sẽ sử dụng cái tiền vốn đó để mà trang trải cho cái tu bổ lại hội trường. Về vấn đề chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thực hiện theo đúng mục đích, đúng chức năng đối với các công trình hội trường tổ dân phố. Tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành công văn về việc chấm dứt việc liên doanh liên kết công trình xây dựng và sử dụng không đúng quy định. Tuy nhiên, khi được hỏi về hành vi sử dụng sai mục đích chức năng của hội trường khu phố 4, đại diện chính quyền phường 3 cho hay việc cho thuê là do cấp ủy tổ dân phố tự thỏa thuận. Kinh phí để mà tổ chức sinh hoạt đó thì là tổ dân phố là phải chịu trách nhiệm, giống như là đi tìm các cái nguồn tài trợ hoặc là có những cái cách nào đó, ví dụ hợp đồng theo cái thời vụ thời hạn để đủ kinh phí sinh hoạt, khăn điều hành tổ dân phố là từ thực hiện hay từ thỏa thuận. Nhưng còn bên phương thì cũng không có cái sự là chỉ đạo ấy thì đấy. Chỉ có là nhắc nhở. Còn đối với chính quyền phường 5 thành phố Đà Lạt, sau khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo phường đã lập tức thông báo quyết định chấm dứt việc cho thuê hội trường khu phố 1 và thời hạn thực hiện phải trước ngày 30 tháng 12 năm 2017. Quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy cái thời điểm đó thì nó cũng có cái khó khăn trong cái việc xây dựng hội trường tổ dân phố. Nhưng sau này rà soát lại các cái văn bản quản lý về mặt nhà nước thì cũng yêu cầu là tổ dân phố Hải Thượng phải sử dụng
đúng với mục đích nhà nước đã giao đối với địa phương. Hàng năm thì với những cái nguồn kinh phí nhất định theo quy định của nhà nước thì chúng tôi vẫn quan tâm xem xét và hỗ trợ một phần cho các tổ dân phố trong cái việc là mua sắm trang thiết bị ở bên trong cho nó đảm bảo về cái việc sinh hoạt và sử dụng cho cái mục đích là phục vụ cho người dân. Có lẽ ai cũng hiểu rằng hội trường, nhà văn hóa là nơi sinh hoạt văn hóa, tập hợp ý chí cộng đồng trong những công việc cần sự bàn bạc, góp ý kiến của người dân đối với các chủ trương chính sách của nhà nước. Hay đôi khi đơn giản chỉ là nơi vui chơi sinh hoạt của thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè. Nhưng làm sao để nhà văn hóa, hội trường tổ dân phố trở về đúng với tên gọi và công năng của nó là vấn đề mà các ngành chức năng, chính quyền và nhân dân các địa phương cần sớm giải quyết.